bành tế thành diệt tất cả thế nhân lấy dục làm vui dùng này là tài sát danh thật thùy gọi là năm dục lấy thứ này làm vui không biết là khổ năm thứ này không phải là niềm vui chân thật có thể tiết chế được có thể được niềm vui của nó không chịu khổ gì nó nếu như không tiết chế tham không biết chán thì năm loại đều là hại đích thực sẽ làm cho thỏa mãn này bị tổn giảm cực kỳ buông thả hưởng thụ cái giá của gì phải trả là thọ mạng Quý vị có được 80 năm thọ mạng Có thể 60 năm đã hưởng hết 60 tuổi chết rồi Quý vị phải trả giá là 20 năm thọ mạng Không đáng có Có người còn sớm hơn nữa 40 tuổi đã đi rồi Ba 40 tuổi đã đi rồi Sự hưởng thụ của họ bớt qua Cũng mười mấy năm mà thôi cho nên người trí quán nó chỉ khổ không vui người thật sự có trí tuệ người thật sự hiểu được chân tướng sự thật họ nhìn thấy rồi không có vui cho nên thế nào cho có là vui không có là khổ Nên hữu di chi lạc Phật Pháp nói là vô di chi lạc Tịnh định an lạc là vô di Đây là hữu di Hữu sợ tác gì Mỗi ngày ca múa Giữ tiệc Vui Nhưng nếu như không có Không có họ liền cảm thấy rất đau khổ cho nên niềm vui này là kích thích Không biết cái có là nhân Của không có Thư quý vị sở hữu không có sở nhân Lấy được làm vui Mất là khổ Không biết được là nhân của mất ở trên nói nhân không có và đoạn này nói nhân của mất là cùng một ý nghĩa quý vị làm cho nhân của an vui mất đi rồi quý vị liền cảm thấy rất khổ đạt được của cải là vui của cải mất rồi quý vị liền cảm thấy khổ cho nên phật ngài là vô vi ngài không cần của cải mỗi ngày ngài sống rất đơn giản đi khất thực ba y một bát phương diện ăn mặc ngài vĩnh viễn không có khổ ngài thật sự là an vui tự tại biết đủ thường vui đại khai pháp thế gian chủ yếu là đau cổ đến từ không biết đủ nên nói biển dục khó lấp Dục vọng như biển lớn diễn diễn lấp không đầy Nói cách khác diễn diễn cảm thấy không đủ diễn diễn đau khổ diễn diễn đau khổ Không bằng biết đủ thường vui Biết đủ đây là vô di chi lạc lấy tụ làm vui tán tức là khổ, không biết tụ là nhân của tán vậy. có tụ thì sẽ có tán. lấy sanh làm vui diệt tức là khổ, không biết sanh là nhân của diệt vậy. nên nói niềm vui của chúng sanh là nhân của khổ